Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 8 giờ sáng ngày thứ bảy 13 tháng 5 năm 2023. Em Việt Châu Việt đang ở trên tuyến phố Hàng Gai, ngã tư Hàng Gai, Hàng Đào, Tổ Gỗ và Lê Thái Tổ. Thời tiết rất lạ quý vị và các bạn. Vào buổi sáng mùa hè, thời tiết hơi se se lạnh, nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 20 độ C. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán thì như quý vị và các bạn thấy vẫn chưa mở cửa. Đây có cô bán hoa. Vâng, sáng nay em Việt Cháu Việt mời quý cô chú anh chị cùng em Việt Cháu Việt đi phố cổ tới quảng trường Đông Kinh. À, xin lỗi quý vị và các bạn, quảng trường Ba Đình. Cảnh sáng tươi đẹp của mùa hè quý vị và các bạn. Cảnh thời tiết rất lạ, như quý vị và các bạn thấy nhiều người mặc áo khoác. Và trước màn hình quý vị là ngã tư phố Lương Văn Can. Ngã tư Lương Văn Can và Hàng Gai. Các du khách đang tìm khách sạn của các bạn. Là cảnh sáng tươi đẹp nhất mà Việt từng thấy tại thủ đô Hà Nội vào mùa hè. Thời tiết hơi se se lạnh. Khách đang tham quan đường phố Hà Nội vào buổi sáng. Với thời tiết này, du khách tới với thủ đô Hà Nội vào cuối tuần này rất đẹp quý vị và các bạn. Đấy, các du khách thưởng thức bữa sáng cũng như những cốc cà phê bên phố cổ. Đấy, rất đẹp. Trước màn hình quý vị là ngã tư Hàng Hòm, Hàng Trống, Hàng Gai. Và bên kia là đường phố Hàng Bông rồi. Như quý vị và các bạn thấy, một số người dân đang mặc áo khoác. Vâng, em Việt đang ở ngã tư Sư và Hàng Bông. Các cửa hàng bắt đầu trưng bày những sản phẩm quần áo để phục vụ du khách. Việt cho biết là tới ngã tư Doãn Trường Thành.
và bún phở Hàng Bông. Tới kênh của Em Việt Cháu Việt, hãy tặng Em Việt Cháu Việt một like ạ. Và quý cô chú chị và các bạn lần đầu tới kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn quý cô chú chị và các bạn rất nhiều. Em Việt Cháu Việt đang ở ngã ba Phùng Hưng và Hàng Bông. Màn hình là những hình ảnh ngã tư cửa Nam. Vào buổi sáng mùa hè, chưa có ánh nắng, chưa có ánh mặt trời, các bạn. Em Việt Cháu Việt đang ở trên phố Điện Biên Phủ rồi. Các cửa hàng bán quà sạc rất đông khách quý vị và các bạn. Trước màn hình quý của chú anh chị và các bạn là ngã tư Trần Phú và Điện Biên Phủ. Những hình ảnh trên Điện Phố Trần Phú.
Và trước màn hình quý vị là ngã tư Hoàng Diệu và tuyến phố Điện Biên Phủ. Tuyến phố Điện Biên Phủ là tuyến phố rất ít nhà dân, chủ yếu là các tòa nhà của cơ quan nhà nước. Ngày căn nhà rất đẹp ở bên cạnh cục cờ Hà Nội. Điện Biên Phủ, quý vị và các bạn đi sáng thì đi vào những ngày rất nóng thì thích, đi vào những ngày như sáng hôm nay việc đi thì cảm giác lạnh hơn rất nhiều quý vị và các bạn. Căn nhà kiến trúc rất đẹp, đẹp vài thế thời gian. Vâng, và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là quảng trường Ba Đình. Rất đông các du khách đã vào tham quan lăng Bác. Các bạn thấy trước quảng trường Ba Đình rất đông du khách.
kiểu. Thank you.